Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây ngày 31 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết giai đoạn 2025-2030, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính tại nơi có đủ điều kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tập trung các nội dung chính, công tác lãnh đạo chỉ đạo từ các cấp, chuẩn bị từ xa, từ sớm, chú đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị đến nhân lực. Quá trình tổ chức triển khai kỳ thi, công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các lực lượng ngoài ngành giáo dục, công tác truyền thông. Về định hướng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo cục quản lý chất lượng Bộ giáo dục đào tạo, mục đích tổ chức đối tượng dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức thi tương tự như giai đoạn 2020, 2024. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là lớp 12, mỗi thí sinh thi 4 môn thi trong đó có hai môn bắt buộc là ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại học ở lớp 12. Đề thi có cấu trúc định dạng mới tăng cường độ phân hóa. Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ sử dụng kết quả điểm thi và kết quả đánh giá quá trình 3 năm học ở bậc trung học phổ thông theo tỷ lệ 50-50. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, tất cả các thí sinh đều có thể đăng ký trực tuyến, kể cả thí sinh tự do chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi nhưng không quy đổi thành điểm 10. Dự kiến giai đoạn 2025-2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy, nhưng giai đoạn sau 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính tại các địa phương có đủ điều kiện. Đến khi tất cả các địa phương trên cả nước có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 sẽ có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước đó. Điểm nổi bật nhất là kỳ thi sẽ chuyển đổi từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực tổng quát của học sinh. Điều này không chỉ các em học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng lo lắng băn khoăn, đứng ngồi không yên với những cải cách mới được áp dụng trong kỳ thi. Theo công bố từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều học sinh cảm thấy hoang mang trước những thay đổi này. Các em cho biết cách học và ôn tập theo chương trình mới có sự khác biệt lớn so với những gì đã quen thuộc trong nhiều năm qua. Em Phạm Hà Phương, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sự đổi mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm các bạn phải thay đổi cách học rất nhiều từ việc chỉ học thuộc lòng sang tìm hiểu sâu hơn về cách vận dụng kiến thức, nhất là môn văn sẽ thi hoàn toàn ngoài chương trình học. Điều này không dễ dàng chút nào, Bên cạnh đó, các em học sinh cũng đối mặt với áp lực lớn từ việc phải tham gia các kỳ thi thử và các lớp ôn tập chuyên biệt để thích nghi với dạng bài mới. Em Phan Dương Minh Thu, học sinh trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, bản thân em rất lo lắng không biết mình có thể làm tốt trong kỳ thi chính thức không, vì dạng đề thi mới đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, không chỉ là nhớ kiến thức. Trước tình trạng trên, không chỉ học sinh nhiều bậc phụ huynh cảm thấy áp lực và lo ngại cho con em mình. Một phụ huynh tại cầu giấy Hà Nội cho biết, gia đình bà không biết phải hỗ trợ các con thế nào khi mà kỳ thi thay đổi quá nhiều. Việc ôn tập không chỉ là nhồi nhét kiến thức mà con phải học cách tư duy và giải quyết vấn đề, điều mà gia đình khó có thể giúp đỡ được. Thầy Chu Tiến Đức, giáo viên môn toán có kinh nghiệm lâu năm trong việc ôn thi đại học cho hay, đối với thay đổi của kỳ thi năm 2025, nếu nói không lo lắng thì không đúng. Bởi vì các em học sinh vẫn chưa tiếp cận được hết với tất cả các đề thi, do đó giáo viên cần phải trang bị cho học sinh dần tiếp cận với cấu trúc mới. Đồng thời thầy Đức cho biết thêm, đề thi năm 2025 lại có sự phân hóa khiến tôi cảm thấy rất hay, đặc biệt là phần 3 của những môn trắc nghiệm. Phải điền đáp án đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức và tính toán rất cẩn thận hơn nữa, việc phải tự ghi đáp án tránh những trường hợp học sinh khoanh bừa đáp án trắc nghiệm những câu khó mặc dù không biết làm. Cấu trúc mới như vậy giúp tạo ra một môi trường thi cử công bằng hơn vì kết quả của kỳ thi không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ghi nhớ mà vào tư duy và năng lực thực sự của mỗi học sinh. Theo thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2025, đề thi môn Ngữ văn sẽ nằm ngoài sách giáo khoa 100%. Các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 3 phần trừ môn ngoại ngữ. Phần 1 bài thi môn toán có 12 câu. Các môn vật lý, hóa học, sinh học, địa lý gồm 18 câu. Các môn còn lại sẽ là 24 câu. Thí sinh sẽ chọn một trong bốn đáp án. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 0,25 điểm. Phần 2 là các câu hỏi dạng đúng sai. Mỗi câu hỏi của phần này sẽ bao gồm 4 ý, Trả lời đúng một ý, thí sinh được 0,1 điểm, đúng hai ý được 0,25 điểm, ba ý là 0,5 điểm và đúng 4 ý. Trong một câu thì thí sinh mới được một điểm. Phần 3 là các câu hỏi ngắn, thí sinh phải tô chọn đáp án đúng. Mỗi câu đúng thí sinh được 0,25 điểm, riêng môn toán là 0,5 điểm cho mỗi câu. Theo các chuyên gia về giáo dục, mặc dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 đặt ra nhiều thách thức nhưng sự thay đổi này cũng mở ra những cơ hội tích cực. Việc chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực giúp học sinh phát triển tư duy toàn diện và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đây là sự thay đổi cần thiết để chuẩn bị cho các em sẵn sàng với những thách thức trong môi trường học tập đại học và công việc trong tương lai. Thêm vào đó, đề thi có cấu trúc mới với mức độ phân hóa rõ ràng sẽ giúp phân loại và đánh giá đúng năng lực của từng học sinh, tạo ra một môi trường thi cử công bằng hơn điều này cũng giúp cho học sinh giảm bớt áp lực học thuộc lòng khuyến khích các em học cách giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo những thay đổi này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để các em phát huy tiềm năng rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện và tiếp cận với cách học tập hiệu quả hơn không chỉ học sinh sự thay đổi trong cách thi cũng khuyến khích các giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy Điều này giúp nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến mục tiêu đào tạo ra những thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thời đại mới. Trong bối cảnh đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà trường và sự đồng hành của phụ huynh sẽ là yếu tố then chốt để giúp các em học sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một cách tự tin và thành công những thay đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây. Một số trường đại học tốt đầu cả nước đã đưa ra dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với công tác xét tuyển đại học năm 2025. Cụ thể năm 2025, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ điều chỉnh chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông xuống còn 15% giảm 3% so với năm 2024. Với phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng, trường danh 83% chỉ tiêu xét tuyển thẳng 2%. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giảm chỉ tiêu xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông từ 70% xuống còn 15% trong 5 năm trở lại đây. Năm 2024 với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường này giảm 7% so với năm 2023. Cùng với đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ dùng 4 tổ hợp xét tuyển thay vì 9 tổ hợp như năm 2024, gồm A00, A01, D01, D07, không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp, không có tiêu chí phụ, các môn đều tính hệ số 1 khi xét tuyển. Đối với phương thức xét tuyển năm 2025, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết vẫn sẽ giữ ổn định như năm 2024. Một trong những trường top đầu cả nước Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết vẫn giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuy nhiên sẽ điều chỉnh tỷ lệ giữa các phương thức tuyển sinh. Theo đó, với phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm chỉ tiêu từ 50% xuống còn 40%. Chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy sẽ tăng nhẹ. Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến mở rộng điểm tổ chức thi đánh giá tư duy, thí sinh vùng sâu vùng xa vẫn có thể thuận lợi tham gia kỳ thi này. Ngoài ra, Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý các thí sinh nên chuẩn bị thêm các chứng chỉ tiếng Anh để có thêm cơ hội xét tuyển bằng nhiều phương thức. Trước đó, trường Đại học Nha Trang là trường đầu tiên thông báo phương án xét tuyển dự kiến. Trong đó trường cho biết sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh vào trường sẽ xét tuyển theo phương thức kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.